Tiếp tục thì Thất Sơn quay cho bà con xem cái dàn lúa Đại Thâm 8, lúa Quận Trên ha. Thì đây toàn bộ là lúa Quận Trên. Thì nói chung là vụ này thấy lúa Quận Trên quá trúng rồi, quá đã. Thì bà con đã xạ Đại Thâm nhiều ha. Đại Thâm giờ cũng giá 6,7, 6,8 gì vậy. Nói chung là không có lúa rồi, bây giờ là thất thoát lắm. Thứ nhất là chuột cắn, không có lúa nữa. Nhà năm nay nhà Quận Trên nó bù đắp đỡ đất 2 vụ với đất 3 vụ mà bị xả đê đó, với đê yếu không dám xả đó. Bù đắp lại vô mới có số lượng gạo ha, mà còn không muốn đủ nữa. Ở đây bà con dòm nè, đây là cái toàn bộ là lúa Đại Thâm á, thì cũng có sâu cuốn lá lay gai. Nói chung lúa lá mình xanh là phải sâu cuốn lá, sâu cuốn lá này nó cuốn ba lúa ngọn á. Thường thường nó sẽ cuốn những cái giai đoạn mà cong chấm me nè, chỗ đều bên cong chấm me nó sẽ cuốn mạnh ha, mà trước chỗ với làm đồng thì nó ít cuốn, nó ăn cái giai đoạn mà một số bà con y là nó đỏ đuôi ha. Nhiều khi nó cong chấm me với mà nó đỏ đuôi xuống á, rồi bà con mình y nói đâu có lá lúa nó già nó không ăn, nhưng thật sự cái giai đoạn này tới chín nửa bông luôn nó cuốn đó, bà con thấy vậy đó. Thằng sâu cuốn lá này giờ nó ăn độc đợt lắm ha, ăn những cái giai đoạn mà bà con không để ý tới đó, đừng ý y ha. Nên bà con mình cứ kèm sương sương theo giai đoạn cong chấm me đỏ đuôi đó, nên xịt một 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 hai cử đi cho chắc ăn. Giờ đó thì nó cũng cuốn nhưng mà nó không có cuốn hết một lá được, nó chỉ cuốn cái phần trên thôi. Thường thường thì nó cuốn một phần trên như đó bà con thấy không, một phần trên đọt này nè, nửa lá trở lên. Rồi nói chung thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều, nó cũng còn một khúc ở dưới thì nó dẫn vô gạo cho bà con ha. Nó chỉ bị ảnh hưởng mớ thôi, cũng như là bị giảm cái chắc là cái đường truyền hấp thu tinh bột rồi nó vô một chút xíu thôi, nhưng mà dẫn vô gạo ha. Nói chung mình ăn hết lá mình mới sợ, còn mình ăn một chút thì mình không sợ đâu. Thì đó, đây Thất Sơn thấy có cái bệnh vàng lá chín sớm, trái bị lá nè. Cái này kêu vàng lá chín sớm chứ không phải trái bị lá, là do vi khuẩn. Thì cái bệnh này là bệnh đứng bông ha mọi con. Con dòm nó bị cháy một bên này nè, một bên xuống đây nè, hoặc là nguyên một lá, hoặc là bên đây nó cháy tùy bên ha. Cái bệnh này nè là nó bị như vậy là cái bông bà con mình không bao giờ vô gạo nè, nó vô được mớ là mấy hộp đầu là lép lửng luôn đó, là lép luôn đó, hư lá đó. Là quan trọng một số bà bây giờ con đấy cái lá đài ha, còn mấy cái lá chân chứ không nằm nhỏ chẳng hư lá đài rồi là ấy đó. Có khi bà con thấy cái lá đài mà bị vàng lá này là thua nè, không có thuốc nào trị chứ, không có thuốc nào mà trị được, nó vàng rồi là hư đó, là bỏ rồi đó. Thì nói với mấy vàng lúa này thì ở đây con thấy còn tạm tạm, còn dài dài lên trên kia rồi bà con ơi. Mấy bà con mà ta đi một công tầm cắt mà 50-60 ký phân đó, 50-60 ký phân đó là dữ lắm luôn. Vậy từ từ Thất Sơn đi quay cho bà con xem hết các cái miếng Quận Trên ha. Thấy là đây là đi vòng qua đó qua đó vòng đó, nguyên cái cạnh này nhiều lắm, cả ngàn công á, khuôn khuôn rồi nè, mà cảnh chảnh tốt lắm. Mà con nào đi nặng phân là dạng bong bóng nổi luôn, mà bị chuột ha, đây cũng bị chuột mà ít đỡ tạm ổn. Thì thấy có sâu đục thân, cái này là sâu đục thân hay gì nè, cái này này đậu ôm của bông mà con ơi ha. Cái này tưởng nó sao thân, không phải nè, đậu ôm của bông, nó chích ngang cái cổ nè, thấy không, đậu ôm của bông. Vậy là dài dài trên kia Thất Sơn thấy nhiều lắm đậu ôm của bông nè. Đối với Đại Thâm vụ thu đông này đất con chơi mà con xả thấy cũng một số bà con xịt ngừa là bị ha, đậu ôm của bông. Con này đây nó bị chích như chân có bông nè, con thấy không, khô có bông là hư cái lá nè, đậu ôm của bông gì nhiều lắm bà con ơi. Cô kề chống chổng lự luôn kìa, trong đó khô khô nhóc hết trơn á. Dạ dạ đây nữa nè, nó mà còn thấy cái lá nó khô khô là nó không đó, nó khô khô đó, là thằng nó bị độ có bông không đó ha. Bây giờ bà con làm mình quan trọng ha. Thì đó với lúa thì Thất Sơn cho nói bà con mấy cái cử là quan trọng là để chị độ có bông là nó là trước chỗ, trước chỗ đến chỗ đều là trước chỗ, nghĩa là nó chuẩn bị chỗ là sạc đó, thì bà con xịt đóng cử đậm vô. Rồi chỗ đều lên con xịt đóng cửa đậm nữa thì nó đỡ nhiều lắm ha. Còn mà con mấy cửa đó con xịt nhẹ là nó bị rồi, là bị thường đâu có bông thì bị giai đoạn này nhiều nè, giai đoạn từ chỗ cho tới cong chấm me như nè là nhiều ha. Nên là hai cái cử trước chỗ và chỗ đều thì bà con đóng đậu ôm cho nó chuẩn xíu. Một số bà con xịt nó liều lượng nó không đủ rồi nó đâu có ức chế được cái nấm bệnh đâu tấn công nó. Bây giờ mình xịt mình phải cho cái liều lượng cho nó đủ ha. Ở đây thì thấy đâu không có bông nhiều rồi, quá thì cái nguồn giống để bà con mình làm giống thì thấy bây giờ cũng nó lộn tùm lum cho bà con.
Sơn thấy nó lộn, ở đây cũng có Sơn thấy có lúa hai tầng lá gai, mà mấy con lúa mình mà sao tự nhiên nó muốn mọc đuôi không à, còn nó muốn mọc cái đuôi hay không à? Nó muốn lai hai tầng sao không? Có hộp thì mọc dài luôn. Nói chung miếng lúa này cũng đỡ thôi, chứ chưa có đã nữa. Mấy cái miếng dài dài qua bên kia kìa, hụp qua bên kia cát tàu nhìn bông đã. Nó vậy nhất là cái chỗ mà lúa bà con thưa thưa mà được bà con đi phân á, nó rất là tốt ha. Cái dàn lúa này chưa có được lực hơn đâu, cái cây nó còn vậy là chưa được lực đâu, có cái cây như bụi xả luôn á, mà cái bụi nó cứng ngắc luôn chứ không không mềm nữa. Con thấy vậy chứ bụi bự nó cũng cứng lắm ha, cái gì rễ nó nhiều, nó to nó mới bắt, nó mới cây mới bự ha. Nên mà con đừng sợ lúa cây bự cây cao mà nó ngã ha, cao nó bự mà nó lực và cái bộ rễ nó nhiều nó sẽ bám trụ được như bự con vậy. Mình nói giai đoạn này bà con nên thúc cho vô gạo ha. Nếu đất ruộng trên đất cát thì bà con nên kèm thêm kích đất cát hoặc là các ruộng dưới cũng vậy, là ruộng bưng mình vậy, nhưng mà loại đất cát thì bà con mình nên kèm thằng kích thích sinh trưởng như điều hòa sinh trưởng vô ha. Bà con muốn xài nào cũng được, nếu lúa vàng quá thì xài kích thích mạnh lên. Lúa vàng lúa này là nó sắp xuống màu rồi nè, bà con thấy không, cái vàng chanh hết á, cái đọt vàng chanh này trong vòng 5 ngày nữa là nó vô gạo, nó hơi đỏ đuôi là lúa nó xuống. Nào này nếu bà con mình dùng kích thích thì nó sẽ hạn chế vàng ha, nó sẽ giữ cái màu cho bà con, kích thích mạnh vô các loại kích thích sinh trưởng á. Còn điều hòa sinh trưởng thì nó cũng điều hòa sinh trưởng thì giúp điều hòa thôi chứ nó cũng không có được xanh mấy, có là hàng kích thích thì nó mới xanh. Cái này xịt vô gạo không hả? Hả? Xịt vô gạo không hả? Có xịt bệnh luôn hả? Chị bệnh đâu có ông á, chú mày. Quá tờ, sao xịt chảy quá, để đồ ôn quá nhiều rồi kìa. Ông má nó có chồng đó đó. Ờ quốc nguyên chòm đó. Tưởng đâu sao đục thăng mà giờ lại thì đâu không có bông. Đâu có bông. Đó. Nó có chòm đó đó. Dạ dạ đây chắc xả đầy thơm không đây, dạ chắc thấy đầy thơm không à? Đúng rồi. Thơm năm nay chắc được 68 69 cũng ngon rồi. Giá lúa có mà lúa có thì chuột cắn sao. Chuột cắn. Đây còn đỡ vậy, dạ dạ. Ừ. Này xịt mấy bình nãy sớm giờ xịt bình à? Cái này xịt qua bình à. Còn không? Còn xịt nữa không hay là nghỉ rồi? Còn xịt. Dạ, yeah, vậy xịt đấy, xịt bình thường đấy, đây chấm nước xịt bình thường. Vậy đó hả? Ờ, không có gì. Thấy không? Vô dẫn không? Hả? Thấy không? Sao? Đây lên cảnh tượng thấy không? Thấy chứ. Thấy không? Vậy. Người xịt từ từ không biết có ai chạy qua quay chơi. Ừ. Thấy lúa ruộng trên thì quay mấy cảnh đồng ruộng trên đẹp lắm mà. Ừ, đẹp. Dạ, dạ, chảnh quay còn đã nữa, sớm chạy thăm giờ đường à. Bên ông Liêm á, ông Liêm, trong đó. Trong đó quá tờ có vàng lúa, mấy ông nào đi rồi phân hơi nặng nặng chút, bông bành bành. Dạ hả? Có của ông Tám Đắng á, miếng của ông Tám Đắng cũng ngon. Không chứ mèo phải không? Con mèo là lúa tôi đó. Bị ngạt hai bét không? Nó đăng lên cũng người này người kia xem vài trăm vài ngàn cũng có, tùy theo. Bốn loại hả? Ê, ba loại hả? Ba loại. Vậy còn bình nó xong đó hả? Còn bình nó xong. Nên là xịt thằng quy phẩn với sâu. Không xịt vô hạt luôn hả? Không xịt vô hạt thì chừng nữa có tính rước phân gì không? Hay là bỏ vậy luôn? Ở đây hả? Hết đinh. Khi nào mình mà lúa khi nào mình cứ sao mình tắt cho nó vô hạt, còn bây giờ mình không cần vô hạt. Cho nó từ từ xịt vô hạt nữa là nó bị ấy, nó bị lép chứ lắm. Này hết đinh là chai này chắc cũng 200 mấy 300 quá. Hết đinh đó là chai 150. 150 nha, 150 cũng rẻ. Đầu ôm lên lép, này là thành phần lyrostrobin 100g trên lít là phụ gia. Ôm lá luôn có bơm lên lớp hạt, một bình 60ml à. Này xịt bình như 50 không? 50. Trong đây thì bình 25 lít 60. Này là lên lớp được không bà con? Còn này nguyên phẩm trái bị lá. Này có mười mấy ngàn phải không? 30g. Này là
nó 2 phần. Bismuth Sizulan 200g lít mà Streptomycin sulfat. Duvet 75 cái gì. Đây là sau cuốn lá mà. Rorit 8WG đặc trị sau cuốn lá. Thuốc trị sâu sinh học, hiệu lực mạnh, lưu dẫn lâu. Thì bà con mình lưu ý những cái dàn lúa mà nó bị phất cái bóng mát. Thứ nhất là phất cái bóng mát là bóng cây hay là gặp gì, cặp bờ, chàm bờ gì ha. Thì bà con lưu ý bệnh ha. Thứ nhất là bệnh độ ôm của bông, độ ôm của bông lên lớp vi khuẩn ha. Thì nó phất á, thường thường nó phất ánh nắng thì trở ngược lại nó rất là tốt. Mà sau này chỗ lại nó chỗ ra rồi thì nó vô gạo cũng rất là yếu luôn. Nó bị lem lép lắm. Với độ ôm ha, nó bị gặp. Như nó không có đủ canxi, không có đủ canxi, đủ gì đó. Cái lúa nó rất là yếu ớt luôn, cũng rất là dễ sập luôn nữa. Bệnh rất nhiều, nó phất phất mấy cái bóng mà còn không, chỗ này nó phất mấy cái bóng tre nè. Nó bị đâu có bông nhiều mà còn qua bên đó có 1-2 bà cộng à. Nói chung mà con làm lúa mà ở ngoài đồng ruộng nó có nắng rồi là ít có dịch bệnh lắm ha. Thế này thì nói chung thì một số bà con mình làm nó tùy theo người làm thôi, người thích này thích kia chứ theo Thất Sơn thì cái giai đoạn một số bà con nó này xịt bệnh không xịt vô gạo, còn một số bà con nó xịt vô gạo xịt bệnh thì lúm ra, còn Thất Sơn cứ đóng mẹ vô. Một số bà con cứ chia ra thì nói chung thì bà con mình làm sao không được, cái đó là tùy bà con thôi. Chứ theo Thất Sơn ở giai đoạn là bà con xịt bình thường rồi kèm gạo, kèm vô gạo luôn là nó ngon nè, để cái sau cái nó xuống màu lá cái xịt vô thúc vô nó vô không nổi. Cái giai đoạn này nó lá nó còn xanh nè, bà con thấy như giai đoạn này nó có lá nó còn hơi xanh xanh ngà ngà sắp xuống không, là bà con xịt vô gạo cầm cái thích sinh trưởng đi. Hoặc điều hòa sinh trưởng là nó vừa vô gạo mà nó vừa giúp cái lúa có sức lâu nữa, kéo dài lâu nữa. Còn này mới để mà tới đỏ đuôi rồi con xịt nó yếu à, còn kéo lại không nổi. Ví dụ dàn lúa nó xuống rồi kéo lại không nổi, chỉ có bón phân thì mới kéo được thôi. Còn nếu mà con mà mình dùng tất cả các loại thuốc thì bắt buộc phải kéo sớm, kéo nó vừa nó chuẩn bị dàn chanh mà con phải xịt trước, nó vừa vô gạo vừa kéo lên ha. Còn nếu mà con nhắm bón phân ướt hạt rồi thì để nó xuống cũng được, xuống hơi dàn chanh mà con bón lên cũng được, nói chung là tùy thôi. Nói chung mà con làm biết cách thì lúa mình nó không bị cháy lá, nó dẫn vô gạo tốt bị cháy lá. Rồi thì Thất Sơn chia sẻ cho bà con như thế.